Rồi lên các bạn ơi. Gió mạnh ấy. Không thấy chạy vào luôn. Căng thêm đoạn dây nữa là ok. Cũng đang chi. Thôi vứt ra thoải mái nhiều, chiều vô mà. Đang mua chiều đang nghỉ mà. Xin chào các bạn nhé, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Giờ Sáng Là Mùi. Hôm nay thì có một chút là gió bắc các bạn nhé. Đấy, hôm nọ gió đông nam. Bây giờ chiều này mới chỉnh lại được cái vấn đề là về sáo này, rồi là về vấn đề lệch này. Đấy. Nhưng mà cho rằng là như này là ngon lắm các bạn nhé. Nhưng mà lên trời thì chưa biết thế nào cả. Và hôm nay thì mình sẽ chơi con bò và đàn, cùng với lại là diều cờ anh. Diều đấy, diều sáo à? Vâng, diều sáo bác ạ. À? Diều thì là 38 các bạn nhé. Bộ hòa đàn 11 quả nhưng mà không lọ, chơi rớt mất quả còn 10 quả các bạn. Rồi, bây giờ là chú đang ra dây các bạn nhé. Móc chuẩn thôi nhé, không có lại rớt dài mệt lắm. Đúng chân móc chiều luôn đó. Không cửa đâu. À. Linh không ứng đúng không? Sơ thắng à? Ừ, tôi vui cho anh. À được. Với anh gần à. Thằng cô Thanh Hoàng ứng vui gần đi. À. Ờ, gần Bình Phương. À. Phải nhá. Vui vui chìa tuốt. Dạ. Bác rồi. Thì cô người ta đi. Từ từ à, ấy. À, Hiếu ơi. Đi đi xuống rụt trong đây này, xuống đây mà đâm này. Rồi lên được bạn này. Gió mạnh ấy. Không thấy chạy vào rồi, lên mạnh rồi. Rơ vô lạc này, chạm đau đầu đấy anh ạ. Rơ vô lạc đâu đó, chạm đau đầu. Em về đây. Ờ, ở đây đi. Cờ anh lên cũng đẹp nhá. Hôm nay trời không quang mây lắm nhưng mà vẫn đẹp. Nhờ. Nhìn Linh bữa nay hôm nay Linh nghiêm rồi đấy. Vâng. Linh nghiêm luôn. Linh nghiêm rồi đấy. Đó, em đố anh rồi. Cái sáo kia nó cao nó vát lắm. À. Mà mình buộc nó. Cương bố là vui rồi. Căng thêm đoạn dây nữa là ok. Cương đang chi. Thôi vứt ra thoải mái nhiều. Chiều vô mà. Đang mua chiều đang nghỉ mà. Đét luôn. Con đi đang vẫn đàn thấp. Thì vẫn ra phải ra dây hết. Ra hên thêm. Ra hết dây. Đẹp lắm. Đẹp. Đẹp. Đẹp này dỗ đẹp lắm. Lên líp đây. Líp đây. Cái vô lại nặng thêm hết này, đứng yên luôn đó. Đứng yên luôn, mà lưng lên đẹp rồi đó. Hôm nay là ổn nhiều rồi. Hôm nay test bữa kiểm tra đấy, mai bữa thì kiếm một chung. À, kiếm một trong chùa. Chung để đánh thay, đánh cho cái kiểu là thấy, khác đi. Ông anh bữa là tên đó đó, tên mẹ mùi dâu này cũng là hai đồng rồi cái gì đó. Nhưng mà anh cũng bình thường thôi, nhưng mà
chuẩn. 2 độ rưỡi là đẹp rồi. Chuẩn viền diêm, ý là chứ chuẩn viền diêm. Nhưng mà mình đang báo gió, báo bão. Ý là gió mạnh, giải gió to, phải bao được gió to thì hay đó. Chứ còn dù không bao gió to mình không chơi được. Anh nhận ạ. Chuông với gió to. Nặng phải lắm, nặng lắm các bạn nha. Chú có thấy không? Chú thấy không? Tí lên chơi. Em vô em nghe cái dàn hòa còi của anh chàng đánh cũng ra vấn đề lắm. Anh chàng cũng là hòa còi, anh chàng màn cũng đẹp lắm, hay lắm. Mà chuông chùa anh chàng màn đỉnh lắm chị. Nhưng mà rồi mình kết thúc bây giờ ở đây các bạn nha. Các bạn đã theo dõi, bạn xem cho một like và đăng ký kênh các bạn nhé. Chào lại các bạn nữa. Đến giờ sau, bye bye.